Hello, xin chào tất cả anh em. Lại là gạch rẻ 98 đây. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em mẫu gạch lót nền 80x80 của nhà máy Hoàng Gia Đồng Nai, với thiết kế tông màu đá. Đá này là đá cổ theo phong cách tân cổ điển, nhìn rất là cổ nhưng mà vẫn rất là sang trọng. Cái màu vàng này là màu vàng úa, màu vàng ố của những cái tảng đá mà nước nó chảy ra ấy. Mọi người nhìn màu nó tương tự như vậy, nhìn rất là độc lạ và sang trọng. Họa tiết hoa văn in rất là sắc nét. Mẫu này cũng sử dụng công nghệ tráng men kim cương, tráng men hai lần, vì vậy cái độ chống chảy xước rất là cao, rất là tốt, đảm bảo xài cho tất cả các bề mặt, thậm chí là cả ốp tường luôn. Xương gạch rất là cứng vững và thẳng. Nếu mọi người cảm thấy cái sản phẩm này mà phù hợp với cái không gian thiết kế của gia đình bạn sắp tới trong tương lai, hoặc là người thân, bạn bè bạn, thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở phần mô tả để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Nếu mọi người cảm thấy video này hay, hãy like và chia sẻ giúp gạch rẻ 98. Đăng ký kênh để nhận được nhiều mẫu mới hơn. Xin chào mọi người.